6 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam vẫn đạt trên 1 triệu lượt người trên một tháng. Nhưng đây là tốc độ tăng trưởng rất thấp trong nhiều năm qua và đang có xu hướng giảm dần. Theo các chuyên gia, tiếp tục nới lỏng chính sách visa với những thị trường khách có chi tiêu cao, lưu trú lâu như Úc, New Zealand, Thụy Sĩ, Ấn Độ, khu vực Liên minh châu Âu-EU là một trong những giải pháp cần thiết nhằm kéo khách quốc tế trở lại. Còn theo các doanh nghiệp, với định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, visa cần tiếp tục mở rộng nhằm tạo điều kiện thuận lợi đầu tiên cho du khách.